có thể dành ít thời gian họp lại, kiếm một cái ngày nào đó thuận lợi tốt á, về ngồi lại cùng với gia đình, ai đúng ai sai gửi đầu mình đừng nói đúng sai nữa, bây giờ đừng nói đúng sai nữa, mà hướng về một cái mục tiêu duy nhất là thương cậu vì cậu, làm cái gì tốt nhất cho cậu, chứ không nói đúng sai nữa. Tài sản thì của Hồng Loan rồi, cộng đồng mạng luôn bên em, nhưng mà anh nói thực sự như vậy nè, bây giờ thực sự ở thời điểm này á, sau này em thắng kiện em tài sản của em hết, nhưng mà khi cô mình chú mình khổ, Hồng Phượng là chắc chắn không đi diễn được rồi, rồi cháu Ruby sau này em nó đi học, nó là một cái đứa nhỏ trong trắng lắm, nó đi học nó sẽ chịu áp lực của dư luận nhiều lắm, thì lúc đó Hồng Loan em sẽ nghĩ như thế nào? Không phải tự nhiên mà mình là quyết thống với nhau đâu, có nhân duyên hết. Em đã là con của ba Vũ Linh là quá tuyệt vời rồi, thì đó em hãy cố gắng, nói chung là thôi bỏ qua hết đi, có nghĩa là gán làm sao để cho ba vui vậy thôi, chứ thực sự sau này em nhìn những người trong gia đình của em phải chịu cực khổ như vậy, chú Bảy cũng bệnh hoạn, thực sự này anh nói thật công tâm của anh luôn. Rồi sau này Hồng Phượng không đi diễn được, rồi gia đình họ sống như thế nào, rồi bé Ruby đến trường ở như thế nào, nhiều thứ lắm. Lúc đó, em lại đặt, lúc đó em chạnh lòng, rồi bắt đầu em chắc chắn trong lòng em sẽ có những cái mà nó rất là khó chịu thật sự. Bởi vậy thôi, tốt nhất là mọi người hướng về ba, về cậu Năm đi, thương yêu với nhau, nhường nhịn với nhau một xíu, chứ thực sự làm cái gì ra nữa cũng tội cậu Năm đó. Dạ. Nói tóm lại là anh muốn gia đình chỉ hòa như quý. Đúng, có nghĩa cái anh chỉ muốn tiếp thêm cái lời của mình với lại chú Kim Tử Long với lại chú Ngân Tấn thôi. Sự mình khán giả ấy mộ mình cũng đồng cảm với hai chú. Trong cái bài hát của chú Ngân Tấn sáng tác mà muốn nói gì cái gì ạ? Em cũng chưa coi. Thì cái mục đích cũng là giống như nãy giờ anh nói, cái mục đích cuối cùng là cũng muốn gia đình hòa thuận vì cậu. Giống như là chú hát nó hai cái lời nói của mình, chú Kim Tử Long thì lên hẳn là chim nói, nhưng mà anh thấy nói cũng chung chung, anh muốn nói rõ ra luôn, tại vì thực sự anh không có nói ai đúng sai đó. Bữa nay là anh muốn nói gia đình ngồi lại, ai sai nhận sai, không có gì hết, mình sống mà mình phải biết xấu hổ và mình sửa cái sai của mình, chứ đừng nói gì hết á. Tại vì bây giờ còn kịp, thực sự bây giờ còn kịp. Với lại cũng mong cộng đồng mạng á, bây giờ cái gì cũng rõ rồi, Hồng Loan cũng tài sản là của Hồng Loan, không thay đổi được. Thì cộng đồng mạng cũng tiếp cái lời, giống như chú Ngân Tấn, chú Kim Tử Long á, tiếp thêm cái lời để cho gia đình được hòa thuận. Nói chung khán giả ấy, mọi cậu Năm á, thì cũng mục đích thương cậu thôi, vì cậu đi. Đừng có chia rẽ người ta nữa. Cứ vì cậu đi, đúng sai đã rõ hết rồi, đâu có còn cái gì nữa đâu mà mình phải binh gì nữa. Dạ. Bởi bây giờ cái mục tiêu duy nhất của tất cả mọi người á, thì nên vì cậu đi. Dạ. Chứ mình lên đây mình giếng cậu, mình cúng mà rồi mình làm mâm cao cổ đầy nó không ý nghĩa. Cái món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất bây giờ là làm sao để gia đình cậu hòa thuận. Dạ. Là cái món quà đó lớn nhất. Thật sự cậu vui ha, là cậu vui nhất chứ không phải mâm cao cổ đầy. Cái lúc mà anh Sơn thấy có nhiều cái nha, tại vì anh Sơn nói thì đúng, ai cũng muốn là để hòa vui, nhưng mà từ lúc đầu là tại sao lại như vậy, nhưng mà em nói cái câu là tức nước thì phải vỡ thì bờ. Đúng, anh nói thiệt, chưa bao giờ anh nói Hồng Loan sai, ở đây anh nói là Hồng Loan đúng, chứ anh không nói Hồng Loan sai, nhưng mà tại vì anh là con nhà Phật, anh không có nói đúng sai. Yeah. Không nói đó ai đúng và ai sai. Bởi thành ra anh mới nói đó, cái người chịu trách nhiệm lớn nhất trong cái gia đình là người lớn, là cô Hồng Dung và chú Tiểu Linh. Yeah. Vậy thì anh có suy nghĩ là lúc đầu người lớn nên có một cái câu gì đó, tại vì ta nói là quyền huynh thế phụ, thì bây giờ á, ví dụ không còn những cái người đó đã đi rồi, thì ví dụ người còn ở lại đó, thì mình nên có một cái lời nói gì đó, vì
chỉ còn là đứa cháu gái mà mình nên suy nghĩ từ lúc đầu còn hơn. Chứ bây giờ nói chung chung thì đa số là khán giả người ta hiểu, người ta thương. Mà khi mà xem được cái hình ảnh mà không ai xem lon ra gì mà ngồi bên ngoài thì em còn muốn khóc. Em thì bởi vậy anh mới nói, anh mới dùng cái nãy giờ anh nói. Nếu mà từ lúc đầu mà biết suy nghĩ thì sẽ không ra như thì vậy. Đúng rồi, cái chuyện gì nó cũng đã đi quá rồi. Dạ. Bởi vì anh mới nói là anh tiếp lời. Ở đây với chú Kim Đuổi Long và chú Ngân Tuấn muốn gia đình hòa thuận trở lại để cậu Năm vui. Thì trên cộng đồng mạng cũng vậy, đứng về lẽ phải, đứng về Hồng Loan thì đúng rồi, không có sai. Nhưng mà bây giờ cái chuyện nó đã đi quá xa rồi, thì cái mục đích bây giờ là mình để cho gia đình hòa thuận, mình góp một tiếng nói. Cái chuyện mình đã làm, mình binh Hồng Loan mình đã binh rồi. Còn bây giờ cái chuyện mà cần nhất lúc này á là mình để cậu vui. Thì tất cả mọi người hòa thuận, góp một lời thôi. Có nghĩa gia đình, rồi ngoài xã hội cũng vậy, ngoài xã hội cộng đồng mạng, những khán giả yêu cậu này kia nọ đâu. Cái đó giống như là cái cách mình mà cúng cậu mà ý nghĩa nhất á. Chứ thực sự mà lên đây mà nói này nói kia hay là này kia kia nọ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Yeah. Ý anh là vậy. Ý anh cũng muốn là ý là muốn cậu vui thì gia đình hãy hòa thuận. Đúng rồi, chỉ một mục tiêu duy nhất là muốn cậu vui. Thương thì phải hiểu cậu. Thương mà không hiểu á thì cái thương đó nó hời hợt lắm. Yeah. Nó không có ý nghĩa gì hết. Chung luôn cả bên chứ không nghiêng gì đâu hết. Anh là từ đầu anh giữ quan điểm, anh không có nói ai đúng sai hết. Nhưng mà ở đây ngày hôm nay anh nói là cái người lớn. Đúng rồi, là phải như vậy. Tại vì mình á, anh không nói cô Nhung sai hay chú Tiểu Linh sai, chuyện gia đình anh không có nói. Nhưng mà mình là người lớn, thí dụ mình có sai với cháu mình thì mình phải biết xấu hổ, mình phải biết sửa cái sai của mình. Và Hồng Loan em cũng vậy. Có những lời gì đó không đúng với cô với chú thì mình cũng nhận cái sai của mình, ngồi lại với nhau. Thực sự nãy giờ giống như anh nói á, là cái việc mà ví dụ Hồng Loan sau này được thừa hưởng hết gia tài đi thì đúng, nhưng mà em quay lại em nhìn gia đình mình, thân bằng quyến thuộc của mình khổ thì lúc đó em sẽ như thế nào? Giống như nãy anh nói á, bé Ruby nó đi học nó phải chịu áp lực dư luận nè, Hồng Phượng không đi diễn được nè, chú Bảy là chưa biết ngày nào sống ngày nào chết, hỏng bệnh rất là nhiều, đúng không? Mà thân bằng quyến thuộc của mình là cái gì? Là em là cháu của cha mình thì lúc đó lương tâm mình sẽ như thế nào? Cái đó anh thật sự anh công tâm anh nói. Bởi thành ra nói gia đình hòa thuận là cái ý đó, chứ không phải là bên ai hết, anh có bên ai hết. Dạ. Cái đó là cái cách mình cúng ý nghĩa nhất cho cậu á. Chứ mình cúng âm cao cổ đầy mà khán giả không hiểu rồi gia đình không hiểu thì cậu cũng là cuối cùng cậu cũng là người buồn đó. Bởi vậy thôi, cộng đồng mạng đừng có nói cái Hồng Loan hay Hồng Phượng đúng sai gì nữa, mà bây giờ góp một cái ý để cho gia đình hòa thuận là thấy cái điều đó là tốt nhất thực sự. Chứ thưa anh, lời vừa rồi cũng là một lời khá là có ý nghĩa dành cho gia đình của cậu Năm Vũ Linh, Hồng Loan, Hồng Phượng, Hồng Nhung nhé. À, kể cả chú Bảy nữa. Phiêu clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt. Hôm nay cô cúng bánh tráng. Cô đến từ đâu á cô? Tân Khánh, Bình Dương. Dạ, Tân Khánh, Bình Dương. Hôm nay cô cúng bánh tráng nha các bạn. Mình có cái dĩa là sắc ra hả cô hả? Sắc ra cúng. Ủa, món này là món gì cô? Số é. Số é hả? Số é. Số é. Ủa chứ không phải bánh tráng. Thơm quá, thơm quá trời ơi. À ngon quá. Quá tuyệt vời. Đây nè chị ba. Đây chị ba. Ngồi con nước đây đi. Mới đổ ít rồi đây chị. Ít quá, không có biết nước nào hết á. Rồi chờ xíu. Đây đây rồi, đây qua bên đây luôn nè. Bình băng. Đây, nó lại đem đuổi cho con. Con cắt lớp như vậy. Cắt cái con đó. Đây bình. Được chưa? Cô đừng có cắt, để con lấy cái bình bự cho. Cô cắt là chân không có được. Tại bình bự. Ôi,
Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Hôm nay mình nhiều có dao, giờ con không có dao. Cái này chắc tự làm thôi. Của cô hả cô? Cái này gọi là cái gì cô? Dạ, để con làm cho con. Xôi ép, xôi ép, xôi ép giống như xôi vị vậy đó hả? À gọi là xôi vị ha. Dạ. Nhưng mà giờ con không có cái gì thấy nè, con không có dao. Con chuẩn bị một cái mâm luôn nhé. Wow, cô làm lấy một mâm. Cái này là gọi xôi vị cả nhà. Một món rất. Này cô làm từ nhà hả cô? Dạ. Là một kiểu mà đẹp ha. Có dao gì sao? Cái dao mất tiêu rồi chị. Mua hai cái giờ mất tiêu luôn. Cái điện thoại này của ai vậy ạ? Mình giữ vậy ạ? Ủa mình giữ thì dạ. Cô mình giữ. Mình dở dò là mất dép nha. Tại ở đây mà trong này đâu có ai biết tốt ai thì xấu. Mấy cái dĩa này cắt cái này ra. Lấy muộn cắt ra, lấy muộn. Cắt ra. Cái này ta gọi là bánh gì mà? Sao ép. Sao ép ha.